hiểu nhau. Lúc đó là em tới phòng trọ, nhưng mà khoảng một tháng đó là em bị thất tình, cho nên em ngồi chỗ hành lang đó em khóc. Cái anh này đi ra, cái ảnh đá nhẹ vô người em: "Ủa em bị sao vậy?" Cái em chỉ ngước lên nhìn không nói gì hết. Cái ảnh mới nói: "Thôi để hôm nay anh làm xe ôm chở em đi nha." Trời ơi, đá vậy hả? Ê, có chuyện gì? Ê, có chuyện gì hả? Đó là em ơi, có chuyện gì? Em ơi, có chuyện gì? Đó thì vợ lúc đó cũng buồn, mà có người mà chia sẻ thì vợ cũng chấp nhận. Thì lúc đó em mới mượn cái xe đạp, của vợ chở vợ đi. Em cũng không tâm sự nhiều, tại vì mình cũng đâu biết ý tứ anh này sao đâu mà nói gì. Cho nên em cũng kể là thì em cũng buồn, đang thất tình. Cái ảnh lái sang chuyện khác, cái ảnh nói cho em: "Nhìn kìa kìa, thấy sao vô, sao cày gì không?" Dạ, sự tập duyên có một bài hát là "Bài ca sao". Mượn em nhờ mấy câu trong đó thôi, xe em không tra nhớ. Thì bài ca sao Phạm Duy có báo là: "Sao tua trên cái nằm kề, thương em từ Huế, mẹ về với cha. Sao vua chứ sáu cái nằm xa, thương em từ Thuế, người ra người vào." Túm lại là chỉ có sao là thương thôi. Sao thôi. Chân thành quá, vừa chở đi xe đạp quá trời mà còn hỗn hển mà. Sao vua với lại sao gì nữa đó. Sao vua, sao cài. Rồi sau đó thì là hai người hẹn hò với nhau, thì có khi nào mà lấy xe đạp để mà chở vợ đi nữa không? Dạ không, sao cái đợt đó thì em về em bị ốm mất 2 ngày rồi. Chứ còn gì nữa, bệnh thì làm sao dám đi xe đạp thêm lần nữa. Vừa đói mà vừa khát mà vừa bệnh đó. Sao em không mượn xe máy của bạn mà chở? Về sau cũng có rút kinh nghiệm, mượn cái xe máy của một cô để mà đi chơi với cô này. Trời ơi, vừa lúc đó vợ biết không? Dạ không. Chuyện bây giờ mới kêu. Có nghĩa là bây giờ em mới biết là cái xe đó mượn của một người con gái khác hả? Dạ. Yeah. Đừng có nói là em để ý hoặc là người ta để ý em nha. Không, chứ người ta để ý em thôi em. Đó. Chứ là lúc đó em nhớ là em mượn cái xe đi, nhưng đi nửa đường hết xăng. Trời mưa nữa. Em không biết đường nào mở đó. Em cứ rút ra em kiếm hoa. Em sao sao người được. Cái xe thì còn không có cái lỗ rút vào mở xăng. Sao đường xăng. Trời ơi, cái xe mượn rút lỗ. Bây giờ mới kể. Nhiều khi chân thành vậy mà ông trời cũng thương đó. Rồi trong lúc hẹn hò thì có cái điều gì mà ấn tượng của Danh mà khiến cho Diễm cứ nhớ hoài tới giờ? Anh đánh đàn hay, em học đàn. Xong rồi riết hồi cái tự nhiên thương luôn. Rồi mới quen nhau. Rồi sau hôn nhân thì như thế nào? Sau hôn nhân có hai điều làm em ấn tượng. Cái điều thứ nhất á là chồng của em là cả ngày không uống nước cũng được. Trời, khô khan dữ vậy em. Hay có hành động mà chọc cười em rất là thú vị và dễ thương. Vậy tức là hả? Hay vô toilet hú lên xong rồi hát giọng mình định á, em nghe rất là vui. Ồ vậy hả, hát thử đi. Và em thì em thật ra là em chán bằng phải hát. Em nói đúng cái tính giọng của quê em là nó đã đúng cái bản ra thân rồi thôi. Đó. Em hồi em hát là nó như thế này. Khán giả vỗ tay ủng hộ em. Thân nè, trách thân nè, thân sao chứ lận cầm nè. Mình nè, trách mình nè, số phận hầm vô chứ bỏ thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo. Nên vợ tôi nó mới không ở nữa, nó mới theo cái nậu rồi. Rồi hai vợ chồng lấy nhau vậy chắc có lẽ là có những cái giây phút rất là hạnh phúc bên nhau, chẳng hạn như là đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Dạ không, cái đó nói tới là buồn. Ảnh là dân xây dựng công trường đó, cho nên là khi mà cưới nhau ở quê rồi đi vô Sài Gòn, cái anh đi nửa đường cái tới Phan Thiết là phải tới nơi công trình ảnh. Cái anh kêu: "Thôi em ở lại đi về nha, anh xuống công trình đây." Là anh bỏ em từ Phan Thiết về tới Sài Gòn. Một cô dâu mới mà phải từ quê một mình một thân đi về Sài Gòn. Xong rồi hả, cũng không có tuần trăng mật, cũng không có đêm tân hôn luôn. Trời, giờ nghĩ lại hụt hẫng. Tới bây giờ em vẫn giận ảnh hả? Quá trời, vậy là nguy hiểm á nha. Nghĩ sao đẹp gì mà không có đêm tân hôn, tuần trăng mật em thiệt. Nếu mà đem vô hợp đồng hôn nhân là cũng một cái hợp đồng, nếu như xây dựng á thì đây người ta quy vô điều kiện bất khả kháng để công trình nó cái vị trí của mình, công việc nó quan trọng quá. Đúng, sức ép công việc nó quan trọng quá cho mình phải có mặt, coi như là mình hy sinh cái chuyện riêng mà vì chuyện công, như vậy là đáng thương không phải là đáng trách. Em hỏi nhỏ em nha, em có vợ đẹp gì em có ghen không? Dạ em thì ít ghen, tại vì có lẽ là vợ chồng hiểu nhau. Còn vợ em thì có hơi thỉnh thoảng thì ghen lại thôi. Em ghen ông xã em hả? Tại vì dạ, bà là ngày xưa là bà thích em là thích chơi đàn như thế này, mà dạo hôm nay thằng bà lại bà lại ghét chuyện đó. Yeah. Sao vậy? Lý do yêu nhau là nhờ là mê cái tiếng đàn với tiếng hát của anh, sao giờ
cưới nhau rồi lại không mê là sao? Chính vì vậy đó anh, tức là khi yêu nhau là anh ta dùng đàn để cưa đổ em à, cho nên bây giờ anh nhậu xong chạy về ôm đàn đi. Ôm đàn đi à? Là hát chứ không, không, không hát, hát cho em nghe. Ôm đàn đi chỗ khác hát. À, hát cho bạn nhậu nghe hả? Dạ cái đúng bạn nhậu rồi. Bạn nhậu nhưng mà bạn nhậu nam hay bạn nhậu nữ? Bạn nhậu cả đôi. Cả nam cả nữ. Vậy sao em rủ vợ em đi luôn? Tại vì lúc đó là khó rủ quá chị. Thế hơn nữa là đàn ông con trai nhậu là người ta đi hát karaoke, người ta đi sàn này kia, tốn tiền tốn bạc tốn sức khỏe. Em cứ lấy cái đàn em ngồi đánh vừa tốt sức khỏe mà vừa tốn tiền. Đúng rồi. Hai bạn có em bé chưa? Dạ em có rồi, bé bữa nay được gần 1 tuổi. Nói tới chuyện có em bé không thì có một chuyện rất là vui. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Thế là hôm đó dẫn em đi nhậu, sau đó về cái em ói ảnh kêu chứ sao dạo này say lâu vậy, em ói hoài vậy. Cái em cứ ngạc nhiên kêu sao em cũng say lâu quá. Cái anh kêu chứ thôi mình đi hát khám thần kinh hay tiêu hóa được. Chị vậy Thuận, trời ơi em cứ làm chị giật mình hoài Thuận. Cái biểu hiện ói đó là trước tiên là mình phải nghĩ tới cái vấn đề khác. Tại sao cho vợ đi khám thần kinh? Coi nhiều khi nó quan tâm quá, quan tâm quá là vô tâm chứ không phải là vô tâm. Ủa tức là em phải ói rất là lâu đúng không? Dạ. Đêm đó ói, đêm rồi qua ói, sáng hôm sau ói. Qua 5 ngày sau ngày nào em 5 ngày sau vẫn ói. Nghĩ sao mà từ bữa nhậu tới 5 ngày sau người ta ói mà nghĩ người ta bị thần kinh vậy trời. Vô tâm thiệt à. Thì nghĩ là không, chẳng vì vậy chắc bị thần kinh nên em. Sau khi sống với nhau vậy thì điều gì mà em muốn chồng em thay đổi? Em muốn ảnh phải chia sẻ nhiều hơn với vợ. Có chuyện gì đó là ảnh gánh một mình à, không bao giờ nói cho em biết hết. Vì sợ em buồn, em lo. Rồi cái điều mà em cần ảnh thay đổi nữa là khi nhậu đừng có ôm đàn đi đâu hết. Ôm em được nha.